Quý vị đang tìm nhà diện tích rộng, xây độc lập mà lại ngõ nông gần đường ô tô thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngói xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà diện tích gần 50m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng sân cổng riêng, hướng nhà là hướng đông nam. Quý vị nào đang hợp hướng đông nam thì có thể tham khảo ngôi nhà này. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể. Với vị trí của ngôi nhà thuộc đại thành Quốc Oai, gần với khu đô thị Đúng Nghĩa, gần trường đại học Phenica, gần ngã tư Lê Trọng Tấn, giáp với địa phận Đông Lao, Hoài Đức và trạm bơm Yên Nghĩa, với đường ngõ thực tế ở trước nhà. Nếu như cái căn nhà này thì ô tô nhỏ mọi người ạ, ví dụ như kiểu su cóc ấy, thì có thể vào tận cửa, còn nếu như ô tô to thì kia là đường ô tô, cách có hai nhà là ra tới đường ô tô. Và đây là một vị trí ngôi nhà thiết kế sân cổng riêng hợp lý. Mời quý vị theo chân em vào khám phá cụ thể. Với tầng 1 của ngôi nhà, Ngọc Ánh đang đứng ở đây, là phần phòng khách, phòng bếp, sân riêng. Với cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt inox 304 kéo vào, với cái bên trong là cửa nhôm sinh pha 5 năm. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà cơ bản đã xong hết 100%, đúng như hiện trạng là sáng quý vị mua, chiều quý vị về ở. Còn một chút cái phần dọn dẹp này thì chỉ khoảng tầm 30 phút là chủ nhà dọn xong hết cho quý vị. Đây là phần sân riêng mà em muốn chia sẻ. Đây, để xe để cộ thoải mái với cái diện tích và thiết kế công năng hài hòa hợp lý cho quý vị. Đấy, và cái phần sân đấy là cũng có cổng riêng cho mọi người. Rồi là được lợp mái kính rồi, rất là sạch sẽ, thoáng và có cửa riêng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào tiếp theo. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp hoàn thiện xong hết chỉnh chu. Đó. Với phần tủ bếp thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, phụ kiện bếp lắp đặt chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa thiết kế xong xuôi hết cho quý vị rồi. Hồ sơ điện nước xong hết theo đúng như hiện trạng là về ở ngay, sổ sách pháp lý rõ ràng chuẩn chỉnh. Giá bán em để ở dưới phần miêu tả, phần bình luận cho quý vị nhé. Tại vì sao rất nhiều quý khách hàng hỏi tại sao trước đây thì Ngọc Ánh hay đọc giá mà đợt này không đọc giá thì cũng có lý do của nó mọi người ạ. Bởi vì thị trường bất động sản hiện nay nó cũng có một vài cái sự thay đổi, có thể là giảm xuống hoặc là tăng lên, cho nên là em sẽ không báo giá tại thời điểm quay video. Bởi vì cũng có thể là hôm nay quay mai chủ nhà giảm, hoặc là hôm nay quay mai chủ nhà tăng, là để em có thể chỉnh sửa nó dễ nhất ở dưới phần bình luận cho quý vị cập nhật tại đúng thời điểm đó. Đây là phần phòng khách rất là rộng, và cái căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên thì nó không phải là ngõ thông, nó chỉ được cái ưu điểm là ngõ nông thôi mọi người ạ. Và toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho lối lên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị ở công năng là gỗ, rồi là mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Với căn nhà này hoàn thiện hết 100%, hồ sơ điện nước, với vị trí đi lại giao thông thuận tiện, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, phạm vi bán kính 500m thôi quý vị nhé. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị: một phòng vệ sinh, cầu thang ở quấy và hai phòng ngủ hai bên mọi người ạ. Mọi người theo em vào phần phòng ngủ đầu tiên, siêu thoáng. Đây, ôi, cái này mở ra cực kỳ là mát mọi người ơi. Với hướng nhà này là hướng đông nam nữa. Đó, cửa ngách, ban công, phòng ngủ, hệ thống trần thạch cao, lắp đặt xong hết rồi. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ, siêu mát luôn. Rồi là dây chờ, át chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Tất cả cửa thông phòng là cửa gỗ. Đây, phòng ngủ tiếp theo, hướng ra phần mặt ngõ, rất là rộng, rất là thoáng. Đó, phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Rồi với cái căn nhà này, cái căn phòng này thì cửa sổ thiết kế hai lớp, an toàn thẩm mỹ cho quý vị nhé. Đấy, hệ thống trần thạch cao, đèn led, và phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ là đây. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau, siêu thoáng luôn mọi người ạ. Đầy đủ về bồn cầu, sen cây tắm, cửa sổ hút mùi thông thoáng, lavabo bàn đá, hệ thống điện nước lắp đặt xong xuôi. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng gồm một phòng ngủ này, một phòng ngủ này, là tổng 4 phòng ngủ này, một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3. Đây, rộng, thoáng. Phòng vệ sinh nào cũng được ốp gạch lên tới gần trần, rất là sạch. Lavabo đầy đủ, hệ thống điện nước đầy đủ. Phòng ngủ đây, căn này thì không có cửa sổ nhưng mà nó lại có cái ban công. Mở ra cực kỳ là hút gió và thoáng mọi người ạ.
Đấy. Như vậy bên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là có 4 phòng riêng. Phòng này cũng rộng, thoáng, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian nhà. Đó. Nhà có sao thì em chia sẻ như vậy, tính từ vị trí ngôi nhà này mà lên tới trung tâm ngã tư Sở. Đó thì nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 13 đến 14 km mọi người nhé. Cho nên quý vị có thể cân đo quãng đường. Căn nhà này nó sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Trương Mỹ, Quốc Oai, đi làm theo đại lộ Thăng Long, hoặc là quý vị đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Và tính từ vị trí ngôi nhà này ra với bến xe Yên Nghĩa thì nó khoảng tầm 5 cây rưỡi mọi người nha. Để cho mọi người có thể cân nhắc quãng đường đi, cân nhắc tầm tài chính và tiếp theo là cuối cùng mới là ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Và mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở trên phần tầng cuối cùng của ngôi nhà. Căn nhà này là thiết kế 3 tầng, một tum, một sân phơi. Đây là phần nhỏ nhắn để quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Thật ra cái này là tùy mục đích của công năng của mỗi người. Nếu như quý vị ở sinh hoạt ít thì quý vị có thể làm phòng thờ riêng ở dưới tầng 3. Còn đây là phần sân phơi và xung quanh của ngôi nhà. Đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Đây, nhà nào cũng vậy là đều có bồn nước một khối ở trên tầng mọi người ạ. Đó. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế chọn lựa cho gia đình mình một ngôi nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.